Chào cả nhà. Video hôm nay em xin giới thiệu với mọi người cái bí quyết để chọn trứng mới, trứng tươi ngon đấy. Thì trứng mọi người ra chợ mọi người cũng sẽ gặp rất là nhiều cái cửa hàng người ta bán trứng, hoặc có thể người dân người ta mang ra đó người ta bán. Khi mà mình đi chợ sáng thì mình sẽ mua được của người dân nhiều. Còn không thì mình sẽ mua được ở cái các quán buôn người ta mua lại. Như trứng đây là em mua được của người dân đây này. Mọi người để ý nhé. Đấy. Mọi người mua, mọi người chú ý, em quay sát vào mọi người nhìn thế này, nhìn và cảm nhận. Mọi người sẽ cầm lên tay đấy, cầm lên tay là nhìn chuẩn nhất. Mọi người sẽ tiếp xúc với da tay, mọi người thấy cái độ thô ráp của nó này đấy. Mọi người nhìn kỹ nha, có cái độ ráp đây, như này là mọi người nhìn rõ nhất độ ráp của trứng nhá. Sau đó thì mình sẽ, thứ hai là mình sẽ chọn những quả trứng tròn đều như này, không nên bị móp hai đầu hoặc là vẹo vọ thì cái lòng đỏ bên trong sẽ nhiều hơn. Đấy là chọn trứng mới. Và nữa là cái thứ ba nữa là mình cầm nó có độ nặng, mình cầm mình cảm nhận cái độ nặng của trứng, có cái trọng lượng của nó đấy. Và khi mà mình mua về thì một trong những cái yếu tố thứ tư nữa là mình sẽ sử dụng trứng. Và khi mình sử dụng thì mình đập ra là mình thấy là như thế này đây, trứng tươi mới, mọi người nhìn thấy chưa? Trứng tươi mới là mọi người thấy là cái lòng đỏ của nó không bị vỡ. Chờ mẹ, lòng đỏ không bị vỡ này. Đấy, lòng lòng này thì nó là lòng vàng này, chứ không phải là lòng đỏ đâu. Lòng đỏ thì nó, nếu màu đỏ là trứng công nghiệp, còn cái màu vàng như này sẽ là trứng gà nuôi dân dã này, ăn được rau cám bèo rất là nhiều. Mọi người đập ra mọi người thấy nó lòng vàng nhiều như này, tròn lòng không bị vỡ lòng là ngon các bác nhé. Rất là cảm ơn mọi người đã xem video của em.